Âm dạ thư ốc chương 1426, một ngày trên trời. 3. Cũng không có gì quan trọng, kẻ đầu tiên nhiều chuyện thôi. Từ, sau đó thì sao? Đứa thứ hai cũng bắt chước nhiều chuyện theo. Từ, sau đó thì sao? Đứa thứ ba cũng bắt chước hai đứa đầu tiên mà nhiều chuyện. Vậy còn sau đó thì sao? Truyền thống, cứ như vậy mà hình thành chứ sao? Cứ như vậy. Đáp án này, khiến cho anh không quá hài lòng luôn cảm thấy không quá xuất sắc xin lỗi khiến cho anh thất vọng rồi nếu không tôi sẽ soạn ra một câu trả lời đặc sắc hơn cho anh tôi thấy được doanh câu ở bên kia thì đã đưa tay ra bắt được bả vai của châu trạch hiển nhiên anh ấy như vậy là do nhìn châu trạch và người làm biến lắm lời lâu như vậy rồi thật sự là không nhìn nổi nữa tôi cảm thấy nói chuyện thêm một lúc nữa cũng không muộn Ông chủ châu nói với doanh câu. Khóe miệng doanh câu lộ ra một nụ cười. Nhìn tới cái giếng ở trước mặt này. Nói. Anh có biết, Hoàng Dương từ nơi này, phải mất bao lâu không? Bao lâu? Châu Trạch nhìn về phía doanh câu, sau đó lại nhìn về phía người làm biến. Người làm biến gãi đầu một cái, nói. Lúc trước đấy à, thời gian đốt một nén hương là đủ rồi, cũng chỉ chậm hơn hoàng tuyền lộ một chút mà thôi. Vào lúc này, không phải là bầu trời đã thay đổi rồi sao? Đoán chừng phải mấy khoảng một năm. Trì hoãn thêm một lúc nữa, đẳng đến lúc bầu trời thay đổi xong rồi, có lẽ phải mất khoảng chừng 10 năm. F. Đừng nóng chứ. Chờ một chút, chớ vội đi mà. Tôi bảo đảm là sẽ soạn ra một câu trả lời khiến cho anh hài lòng. Việc kinh doanh của tiệm sách vẫn luôn không quá tốt. Theo sự bùng nổ của thời đại điện tử, Tất cả những phương tiện truyền thông dùng giấy tờ truyền thống làm phương tiện truyền bá, phản phất như đều đang dần mất đi sức sống của chúng. Lúc đi ngang qua tiệm sách này, thông thường rất nhiều người đều cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ đối với cái tiệm sách chỉ mở cửa vào đêm khuya này, còn rất bất ngờ về chuyện tại sao mà nó còn chưa dẹp tiệm. Cũng may là sự hiểu kỳ của bọn họ cũng chỉ có giới hạn. Dù sao, trên cái thế giới này, chuyện đáng tìm hiểu hơn so với chuyện này thật sự là quá nhiều tỷ như tại sao đứa trẻ nhà mình lại càng ngày càng giống một người bạn đối khố của mình vậy chứ nếu như có người thực sự không có chuyện gì để làm vừa vặn lại xui xẻo bám người vận thế đang cực kỳ suy yếu mà nói buổi tối tới tiệm sách nói không chừng còn có thể gặp phải một ít niềm vui bất ngờ ngày lại một ngày năm qua đã hơn một năm một năm này tổng thể mà nói gió em sóng lặng ăn cơm thôi Oanh oanh trên người buộc tạp về làm bếp từ trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng một cái nồi thật to. Oanh oanh rất thông minh, về điểm này, không ai có thể phủ nhận được, trong một năm nay, tài nấu ăn của cô ấy đã tiến bộ thần tốc, phân chia thời gian với hứa thanh lãng ngày chẳng, còn ngày lẽ để cô ấy làm cơm. Trên bàn, một đĩa rau trộn dưa leo, một đĩa thịt sợi rau hẹ, một đĩa thịt viên đầu sư tử thường châu, một đĩa một nhĩ xào củ mài, chính giữa chính là một nồi gà hầm nấm thật to ngoài ra còn có một món ăn do oanh oanh tự nghĩ ra cách làm thì là bánh bột ngó sen nhưng trong đó có tăng thêm lá bạc hà vào mùa hè ăn một miếng này giòn ngọt không nói đến chuyện ngon miệng lại còn đỡ dầu mỡ xin chào thật là trùng hợp mà ăn đây lão trương luôn xuất hiện ở cửa tiệm sách vào thời điểm thích hợp nhất ngay từ đầu sau khi oanh oanh bắt đầu nấu ăn ngược lại lão trương lại không đúng lúc một thời gian rất lâu nhưng sau này sau khi thưởng thức được tay nghề của banh Oanh, vẫn là trạng thái thật trùng hợp. Đúng vậy, thật là trùng hợp mà, tôi còn bày thêm một bộ chén đũa rồi đấy. Lão đạo tức giận trừng mắt liếc lão trương. Lão trương cũng không khách khí, ngồi xuống, trực tiếp ăn cơm. Cuộc sống vội vã. Rất nhiều người, bởi vì đi làm bận rộn, chuyện ăn cơm tối đối với bọn họ mà nói, có lẽ, chẳng qua là tùy tiện ăn lót dạ hai miếng mà thôi. Đồ ăn bên ngoài, Đồ ăn nhanh, đủ loại hình thức phong phú xuất hiện, xét đến cùng, vẫn là khiến cho ba bữa mỗi ngày đã đơn giản lại còn còn càng ngày càng đơn giản hơn. Còn những bữa ăn thực sự mang đến loại chủ nghĩa sinh hoạt cùng hưởng thụ từ trong nội tâm, bây giờ thực sự rất khó tìm được nữa, ngược lại ở chỗ tiệm sách lại kế thừa và phát huy rất tốt. Bởi vì tất cả mọi người đều rất rảnh rỗi. Một đầu bếp là một cương thi 200 tuổi có vật chung theo cực kỳ phong phú, một đầu bếp khác lại là người có hơn hai mươi mấy căn phòng có liên hệ chặt chẽ với hệ thống giao thông quốc gia đã bị phá bỏ và di dời. Thức ăn Ở trên tay của bọn họ Mới có thể thực sự được ban cho linh hồn của cuộc sống. Hắc tiểu nữ vác theo không ít trái cây và rau dưa tới, đều đã đóng gói phân biệt rõ ràng, có phần là để gửi chuyển phát nhanh cho mấy quỷ sai ở bên ngoài vùng này, chính là đám mấy người nguyệt nha, có phần thì để cho lão trương mang về đồn cảnh sát trái cây tự sản xuất của tiệm sách hoàn toàn là hữu cơ tuyệt đối ăn ngon hơn mấy thứ được bày bán ở bên ngoài nhiều lấy ra đi tặng người ta cũng rất có mặt mũi một bữa cơm ăn đến vui vẻ hòa thuận chẳng qua là thỉnh thoảng trong khoảng trống khi có người xới cơm hoặc là uống canh ánh mắt sẽ liếc về vị trí ghế sofa ở vị trí bên cạnh cửa sổ nhưng mà trên ghế salon không có bóng dáng quen thuộc kia thời gian quá nhạt nhẽo Đoạn thời gian quá nhạt nhẽo đều sẽ khiến cho người ta có chút không quá quen. Vẫn là mặn hơn một chút sẽ tốt hơn. Đáng tiếc. Thiếu muối. Luật sư An ở hơi. Đặt đũa xuống. Rời khỏi bàn ăn, đi tới bên chỗ quầy bar, cầm lấy lý cà phê siêu to mà trước khi ăn cơm anh oanh đã pha cho anh ta, từng ực ừng ực mà uống. Trong điện thoại di động. Còn có một tin nhắn văn bản chưa đọc anh ta đã đặt lịch phẫu thuật sỏi thận từ trước, sẽ được tiến hành vào thứ tư. Bộ thân thể này. Luật sư An vẫn luôn hài lòng, có chiều cao hơn nữa còn có tướng mạo, muốn khí chất thì có khí chất, chỉ là quá dễ kết sỏi thận. Ngược lại cơ thể lão đạo lại không tệ, bệnh ung thư đúng thật là kinh khủng, nhất là đối với bệnh nhân mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối mà nói, phản phất như đã bị xử tử hình trước thời hạn vậy. Nhưng có vài người tâm tính rất được, mà loại người này, thông thường sẽ dễ sáng tạo ra một vài kỳ tích. Tỷ như lão đạo, người đã bị bác sĩ nhận định là chỉ còn lại thời gian 3 tháng, một năm qua, ngoại trừ việc thông thường cách một đoạn thời gian phải đến bệnh viện làm kiểm tra hoặc là làm hóa trị ra, những thời điểm khác, đều không khác gì người bình thường cả. Nhà Tóc không còn nữa Đây là chuyện không thể tránh được. Chuyện này còn khiến cho trong một đoạn thời gian, khi ông ta mặc bộ đạo bào lôi thôi lết thích kia, người đi đường còn tưởng rằng ông ta là Phật đạo song tu. Sau đó, có một nữ sinh viên từng được lão đạo tài trợ, sau khi cô ấy trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh, đã cố ý đến thông thành thăm lão đạo. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của lão đạo, ngày hôm sau lập tức cắt đi mái tóc mà bản thân đã gìn giữ hơn 10 năm. Quy trình chế tác tóc giả, nói đơn giản thì cũng đơn giản, nói phức tạp thì cũng phức tạp, mà tóc giả có nguyên liệu chế tạo là từ tóc người, còn có thể có tác dụng tránh đi những vấn đề như dị ứng da đầu và viêm nhiễm da đầu những vấn đề này đối với người bình thường mà nói chẳng qua chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi nhưng đối với những bệnh nhân mắc bệnh ung thư mà nói thì cũng được tính là một vấn đề rất lớn rồi mỗi ngày lão đạo đều vui vẻ hớn hở mang tóc giả của ông ta gặp người thì sẽ nói chuyện với người ta về câu chuyện của bộ tóc giả trên đầu mình thích giúp đỡ người khác đã mấy chục năm rồi ông ta không tính toán bất kỳ báo đáp gì nhưng cho dù chỉ là một chút thiện ý đáp lại cũng có thể khiến cho ông ta vui vẻ cao hứng một hồi lâu rồi chẳng qua là biểu hiện trên báo cáo kiểm tra mới nhất tế bào ung thư đã di căn đến tận não bộ của lão đạo rồi cuộc phẫu thuật đã được sắp xếp vào nửa tháng sau nhưng lão đạo vẫn vui vẻ cả ngày như trước sau khi ăn xong lão đạo đi ra ngoài đi dạo sau bữa ăn ra khỏi cửa tiệm sách xoay người lập tức đi đến tiệm thuốc ở cách vách phương phương lại mập hơn một vòng rồi cô ấy đã lập gia đình rồi người chồng là một quân nhân đang tại ngủ sau khi thời gian nghỉ kết hôn kết thúc lập tức quay trở về quân ngủ thời gian rất ngắn nhưng phương phương cùng chồng của cô ấy đều rất cố gắng sau khi người chồng quay về quân ngủ được hai tháng phương phương đi khám kiểm tra ra được là đã có thai bây giờ phương phương đã bắt đầu có thói quen ngồi ở phía sau quầy của tiệm thuốc rồi vừa tiếp tục xem video của beauty blogger vừa đang vài món đồ cho con nít. Đương nhiên, những món đồ trang điểm làm đẹp mà beauty blogger đề cử cô ấy không thể nào dùng được, tất cả mọi chuyện, đều vì đứa bé. Ồ, bận rộn quá, uống canh gà chưa? Đã uống rồi, uống rất ngon. Chắc chắn rồi, nhưng cô cùng không thể chứ mãi ngồi như vậy được, đi lại nhiều một chút, cô đã ầm, gầy đến như vậy rồi, phải luyện tập rèn luyện thêm, mới dễ sinh chứ tôi sợ đau lắm, tôi xin mổ thôi. được, vậy cũng tốt. lão đạo gật đầu một cái, đi vào phòng bệnh. căn này phòng bệnh vẫn đông đúc như trước. trong chiếc giường ở bên trong cùng, câu tân nằm ở đó mà. một chân bó thạch cao treo cố định trên kia, băng vải bao quanh da thịt, trong lúc mơ hồ, còn có thể nhìn thấy dấu vết màu xanh lá cây đậm. hai tháng trước, câu tân lấy hết dũng khí rốt cuộc lại bước ra một bước kia ở trong phòng bệnh cày xong nguyên một series vượt ngục vào một đêm gió to trăng mờ nào đó hơn nữa còn là một buổi tối có sấm anh ta lại lén lén lúc lúc đi ra khỏi tiệm thuốc cũng không thể nói là lén lén lúc lúc mà đi được tiền chữa bệnh của anh ta đều được thanh toán đầy đủ hơn nữa còn là trả trước nửa năm nữa đấy đồng thời trong quá trình anh ta xuống giường rời khỏi phòng bệnh này khánh trên chiếc giường ở cách vách thật ra thì vẫn luôn mở to mắt nhìn màn biểu diễn của anh ta câu tân vẫn không thể hiểu được vị đại nhân vật ở cách bách này cùng với hai vị đại nhân vật ngủ ở trên hai chiếc giường bên ngoài làm sao lại có thể bình tĩnh đến như vậy đúng vậy hai đứa bé con kia vẫn còn chưa tỉnh nằm thi cũng đã gần một năm rồi vẫn còn chưa tỉnh nhưng khánh đã tỉnh từ sớm còn có thể cùng xem vượt ngục với anh ta nhưng mấy đại nhân vật này dường như một chút ý tưởng cũng không có. Chuyện này khiến cho câu tân người vẫn luôn muốn tìm được bỏ trốn rất khó chịu. Anh ta không nhịn được nữa. Anh ta muốn đi. Sau đó, một đêm đó, anh ta vừa mới đi ra khỏi tiệm sách. Bị sét đánh. Thân thể bị đánh đến nám đen. Nghiêng ngã bên trên cái nắm cống. Nắp cống có chút lỏng lẻo. Sập xuống chân cũng té gãy nếu như không phải là cảnh sát khi hành nhiệm vụ phát hiện kịp thời đưa trở lại tiệm thuốc cách hiện trường gần nhất để tiến hành cấp cứu có lẽ cái mạng này cũng không còn nữa rồi khánh cứ như vậy nằm ở trên giường nhìn câu tân đứng lên đi ra ngoài lại nhìn câu tân nằm ngang mà về trên gương mặt không vui không buồn cô ta không chạy từ ngày đó lúc ở trong phòng bệnh lão nhân kia nói ra câu thời gian không còn nhiều nữa trong một thời gian ngắn địa ngục nổi lên từng trận phong vân những sự kiện lớn liên tiếp xảy ra sau đó không bao lâu lối ra vào giữa địa ngục và dương gian hoàn toàn bị ngăn cản lại cho dù là khánh muốn cảm ứng được khí tức của địa ngục cũng không cách nào làm được nữa cô ta đã bị rung động uy nghiêm của phủ quân kinh khủng như vậy cho nên lúc lão đạo đẩy mở cửa phòng bệnh hỏi a à, cô gái nhỏ đã ăn chưa khánh vẽ mặt tươi cười đôi mắt cong lại thành hình mặt trăng đáng yêu nhiệt tình đáp lại ăn rồi à, da da một ly cà phê một phần báo chỉ đã được ủi nóng rất chỉnh tề đúng giờ mỗi ngày đều được đặt ra ở trên tủ đầu giường của châu trạch khoanh oanh sợ kia một ngày nào đó ông chủ tỉnh lại sau đó lại phát hiện bên người không có cà phê có thể uống được cũng không có báo chí có thể lật xem ngay một năm qua này xế chiều mỗi ngày oanh oanh đều sẽ cầm tu dưỡng bản thân của người hầu gái vi dựa vào ở trên giường đọc sách một hồi rồi lại nhìn ông chủ một hồi ông chủ thích sạch sẽ mỗi sáng sớm và buổi tối oanh oanh đều sẽ tắm cho ông chủ mỗi ngày đấm bóp hai lần thỉnh thoảng sẽ đẩy xe lăn đưa ông chủ ra ngoài phơi nắng có lúc muốn biết một người chăm sóc có siêng năng hay không bạn trực tiếp đi xem thử người bệnh mà cô ta chăm sóc có bị hoại tử hay không là đã biết được rồi gió sau buổi trưa có chút khiến cho người ta cảm thấy ấm áp gió từ cửa sổ thổi tới lay động tóc ở trên trán của châu trạch không có bất kỳ báo trước gì lúc này ông chủ châu lại chậm rãi mở mắt ra dường như oanh oanh cảm ứng được. Nghiêng đầu nhìn về phía ông chủ nhà mình. Không có kinh hỉ, Không có reo hò. Nếu có, chẳng qua chỉ là sự dịu dàng như nước giống như bình thường mà thôi. Phản phất như thể không phải đã trôi qua một năm. Mà chỉ mới ngày hôm qua mà thôi. Ông chủ, anh tỉnh rồi. Châu Trạch nhắm hai mắt, sau một lát lại lần nữa mở ra, như thể có chút khó thích ứng được với ánh sáng lúc này, trong đầu còn có chút lộn xộn hỗn loạn chẳng qua là anh nhìn thấy rõ người con gái đang ngồi ở bên cạnh mình khóe miệng theo bản năng lộ ra nụ cười tôi tỉnh sao đúng vậy ông chủ có muốn tắm không oanh oanh nhớ rõ ràng bất kỳ một thói quen nào của ông chủ tôi là đang nằm mơ sao sau khi nhảy xuống miệng giếng ông chủ châu đã nằm mơ suốt một năm đã mơ rất nhiều rất nhiều giấc mộng không có đâu rồi ông chủ anh đã tỉnh dậy rồi châu trạch khó khăn giơ tay lên oanh oanh chủ động rút bản thân vào trong ngực của châu trạch người con gái đang ôm trong lòng một luồng khí lạnh ập tới kia mặc dù đã không còn lạnh lẽo như trước kia nữa nhưng vẫn có thể khiến cho châu trạch cảm thấy cực kỳ thoải mái châu trạch có chút không yên lòng mà nói oanh oanh vâng tôi đây ông chủ kêu một tiếng anh 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 từ không phải là giấc mơ nữa rồi rốt cuộc thì nằm vô tri vô giác cả một năm là loại cảm giác gì châu trạch không muốn đi hồi tưởng lại nữa nếu như bắt buộc phải đi hình dung có chút giống như là bị bóng đè ở trên giường suốt cả một năm vậy trong ngày thường chỉ bị bóng đè trên giường có mấy phút trong mấy phút sau đó cũng đủ khiến cho người ta khó chịu rồi chuyện này kéo dài suốt một năm thực sự không thua gì một loại cực hình thậm chí còn đã vượt ra khỏi nhận thức của người bình thường đối với thực hình rồi cũng may tâm trí của ông chủ châu bền bỉ thật sự đổi thành những người khác có lẽ đã sớm hỏng mất rồi không nói đến chuyện có thể tỉnh lại hay không coi như đã tỉnh có lẽ cũng trực tiếp suy si ngốc rồi đi sau khi tỉnh lại châu trạch nằm trên giường suốt một buổi chiều chuyện gì cũng không làm đương nhiên là ông oanh oanh so với một năm trước oanh oanh đã ấm hơn không ít bàn tay ôm sát cơ thể cô ấy một thời gian dài lại còn có thể đổ một chút mồ hôi nữa có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân châu trạch nằm một năm cơ thể cũng có chút yếu đi cũng không đi kinh động đến những người khác không giống như người bình thường đi ra khỏi phòng phẫu thuật hoặc là sau khi người hôn mê sâu lại đột nhiên tỉnh dậy sau đó điên cùng gọi điện thoại báo tin cho bạn bè người thân ở nơi này lại có vẻ rất bình tĩnh thời gian một năm rất dài nhưng thời gian một năm đối với tiệm sách mà nói thế nhưng lại có vẻ hơi ngắn mũi một năm nay ngoại trừ lão đạo bị hói rồi những người khác cũng không có thay đổi gì quá lớn nếu nhất định phải tìm ra chuyện cũng chính là da thịt của hứa thanh lãng đã tốt hơn tài nấu nướng của banh oanh đã tăng lên rất nhiều lông của tiểu hầu tử đã dài hơn thời gian mà luật sư an không ngủ ở tiệm sách cũng càng ngày càng nhiều chờ lúc hoàng hôn châu trạch mới thử đứng dậy khỏi giường nằm hết cả một ngày sau khi đứng lên hoạt động một phen khớp xương lại liên tục phát ra tiếng giòn vang nhưng châu trạch nằm quá lâu lúc đứng dậy làm động tác lớn phần lớn cơ thịt cùng xương cốt ở bên trong đều vô cùng đau xót phải thích ứng nhiều lần mới có thể hoàn toàn đứng dậy được bộ thân thể này dường như đã cạn kiệt nguyên khí mặc dù là bản thân anh đã tỉnh lại nhưng muốn chữa trị hoàn toàn còn phải tốn thời gian rất dài cái cũng khó trách được nghĩ lại lúc đó khi doanh câu vừa mới tỉnh lại mỗi lần sau khi mượn dùng doanh câu lực lượng vết thương trên người châu trạch đều có thể nói là cực kỳ kinh khủng nhất định phải giống như người máu bị khiên về chữa trị tuy nói theo châu trạch thực lực tăng lên khiến cho lúc doanh câu lại xuất hiện lần nữa gánh nặng của cơ thể sẽ không còn lớn như lúc trước nữa nhưng lần này dù sao cũng là chơi quá liều mạng rồi, dù sao cũng là đi dạo địa ngục một chuyến, cho dù là có long mạch cộng thêm đám người lão hầu tử và đại đầu lĩnh của đội chấp pháp hiến tế. Nhưng nếu như bạn muốn không tốn một phân tiền nào còn được hưởng lợi, hiển nhiên cũng là chuyện không thể nào xảy ra. Oanh oanh cứ như vậy mà đỡ ông chủ nhà mình, từ từ đi ra khỏi phòng, lại nâng đỡ ông chủ từng bước đi xuống cầu thang. Ở lầu 1, ở đằng sau quầy 3, luật sư An đang gác hai chân ở trên quầy ba hai tay đang lại ở dưới đầu không lo lắng không sốt ruột mà nhẹ nhàng đung đưa thân thể của mình trước mặt tv lcd treo ở trên bức tường ở đối diện bên trong đang chiếu một bộ phim truyền hình cũ tôi muốn thành tiên tề thiên vui vẻ chờ lúc châu trạch đi xuống luật sư an còn chưa kịp phản ứng chẳng qua là chỉ mở mắt ra đưa tay lấy ra một tấm thẻ từ trong túi của mình nói oanh oanh à giúp tôi pha thêm chút cà phê đi cuối tuần tôi phải vào đi vào phòng phẫu thuật rồi, sợ lúc nằm viện không đủ uống. Thật ra thì, thực sự không cần trêu chọc luật sư An vừa làm phẫu thuật sỏi thận vừa tiếp tục uống cà phê ngay. Cũng không nên cảm thấy anh ta ngây ngốc gì đó. Không tin thì bạn cứ hỏi bất kỳ một người nào trên đường thử xem, những người hút thuốc lá trên đường này, có một ai không biết đến đạo lý thuốc lá có hại cơ có thể chứ? Châu Trạch đưa tay, nhận lấy tấm thẻ ngân hàng này. Luật sư An ngáp một cái, sau đó đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Nghiêng đầu nhìn về người ở bên cạnh. Lúc này đôi mắt mới trợn trừng thật lớn. Ông chủ, anh tỉnh rồi. Ân cần hỏi han gì đó thì không cần phải nói, châu trạch được quanh oanh sắp xếp đâu vào đấy vào vị trí ghế sofa ở gần cửa sổ, nơi mà anh thích nhất kia. Trên bàn trà. Rất nhanh thì lại được sắp xếp thêm cà phê của Châu Trạch cùng với ly siêu bự của luật sư An sau khi biết được cuối tuần luật sư an muốn đi làm phẫu thuật sỏi thận lúc này lại nhìn thấy luật sư an uống cà phê từng ực ừng ực bỗng nhiên ông chủ châu có chút không đành lòng nhưng cảm giác được độ cứng của tấm thẻ ngân hàng đang nằm trong túi của mình ông chủ châu lại an tâm thoải mái hơn một chút thoải mái uống cà phê châu trạch đơn giản kể qua một lần về chuyện xảy ra ở bên trong địa ngục thật ra thì cũng không quá nhiều điều có thể nói được trước tiên đập chết một diêm vương lại cho địa tàng vương bồ tát ba đấm sau đó lại là một hồi hỏi đáp với bồ tát nếu như bỏ qua quá trình hoàng dương một năm kể từ khi nhảy xuống miệng giếng kia chuyện thật sự cần kể lại cũng chỉ có hai ngày mà thôi nhưng riêng mỗi chuyện này mà thôi đối với luật sư an mà nói cũng đã đủ xuất sắc anh ta cực kỳ không hài lòng đối với lời trần thuật hời hợt vừa rồi của ông chủ nhà mình tỷ như anh phải đi để làm gì? Ở trên đường đụng phải Bồ Tát. Thuận tay nên lập tức đập cho một quyền. Sau đó lại muốn đi đâu đó để làm gì đó. Trên đường lại tình cờ đụng trúng Bồ Tát. Đi tiến lên cho thêm một đấm. Rõ ràng là tình tiết rất kích động, rất nhiệt huyết, rất khiến cho người ta tâm huyết dân trào. Trong lời kể lại của ông chủ nhà mình, lại khiến cho người ta có một loại cảm giác nhạt nhẽo như đi trên đường thuận tiện mua một bó rau cải vậy. Còn nữa, tại sao bồ tát lại giống như người ăn vạ ở trên đường vậy ông ta là cố ý ngăn cản ở trên đường đi của anh mời anh đánh ông ta sao chẳng lẽ là do lúc trước anh ta vẫn luôn đứng ở quá thấp cho nên vẫn luôn không biết được vốn dĩ bồ tát còn có niềm đam mê này sao luật sư an không biết là lần đầu tiên đánh bồ tát quả thật châu trạch đã rất kích động nhưng sau khi bất quá tam cho dù có là chuyện không bình thường hơn nữa sau khi đã làm qua rất nhiều lần cũng sẽ cảm thấy tầm thường mà thôi luật sư an rất tiếc bởi vì bản thân không có được tận mắt chứng kiến tình cảnh lúc đó chẳng qua là chuyện này cũng có thể được xem là một chuyện rất đáng ăn mừng nếu không có lẽ căn bản là luật sư an cũng không về được cũng là từ trong miệng của luật sư an châu trạch mới biết được cũng chỉ vài ngày sau khi kết thúc chuyến đi đến đông bắc kia lối ra vào của địa ngục đột nhiên bị phong tỏa Lối ra của Âm Dương đã hoàn toàn bị ngăn cản, lúc trước, quỷ sai ở Dương Gian còn có thể xuống Địa Ngục, nhưng bây giờ không được nữa rồi. Hơn nữa, sau khi Khánh tỉnh lại, Luật sư An đã từng đi trao đổi với Khánh một phen. Đã xác nhận được một chuyện, đó chính là ngay cả loại nhân vật ở cấp bậc như Khánh này, cũng không xuống Địa Ngục được. Tương đương với việc một bức tường thật cao, đã được dựng thẳng đứng ở chính giữa Âm và Dương muốn trèo tường càng ngày càng khó thậm chí bạn còn chưa tìm ra được cái thang nữa là vậy trong một năm qua việc kinh doanh của tiệm sách ra sao rồi ngược lại cũng không phải là ông chủ châu thật sự để ý đến số tiền âm phủ kia dĩ nhiên những thứ đó thì nhất định là càng nhiều càng tốt rồi nhưng điều châu trạch quan tâm hơn là hay lại là cái này âm dương trở cách thời gian một năm làm sao những quỷ hồn kia xuống địa ngục được trật tự của âm dương giống như là một bức tranh thái cực song ngư cũng không phải là sự tĩnh lặng đơn thuần thế nhưng thật ra lại là một loại tĩnh tương đối bây giờ phía bên này bị khóa rồi như vậy cũng có nghĩa là sự cân bằng vốn có đã bị phá vỡ nhất định sẽ kéo theo phản ứng dây chuyền mà câu trả lời của luật sư an khiến ông chủ châu lại càng lấy làm kinh hãi không xuống được không xuống được đúng vậy ông chủ hoàn toàn không xuống được ngay cả những cao tầng bên trong đội chấp pháp cũng đều không xuống được đừng nói đến những vong hồn khác nữa phần lớn con người sau khi chết bởi vì linh hồn không được đưa vào địa ngục mà tan thành mây khói chẳng qua là chuyện này cũng kéo theo một tình huống đó chính là số lượng lệ quỷ tăng nhiều hơn một chút sau khi chết rất nhiều người không có chấp niệm sâu nặng như vậy cho dù là có chấp niệm sau khi chết muốn biến thành lệ quỷ tiếp tục ở lại dương gian cũng chỉ là vấn đề nhìn mặt mà thôi cho nên phần lớn mọi người sau khi chết nếu vong hồn của bọn họ không xuống địa ngục chỉ có thể du đẳng ở dương gian mà thôi không đến mấy ngày có lẽ cũng sẽ bốc hơi luôn rồi cũng chính là tục xưng hồn phi phách tán về phần số lượng lệ quỷ và oán quỷ tăng lên rất nhiều cũng là một chuyện rất bình thường rồi mấy tháng trước đi có một đám vong hồn đến cửa tiệm sách chúng ta cầu khẩn chúng tôi cho bọn họ xuống địa ngục đi nhưng chúng tôi cũng không có biện pháp đưa được ngay từ đầu chẳng qua chỉ nghĩ là ở địa ngục xảy ra chút vấn đề lúc trước cũng không phải là chưa từng phát sinh tình huống hoàng tuyền lộ bị phong tỏa tạm thời tôi cũng nghĩ là qua một thời gian sẽ ổn nhưng ai biết được lần phong tỏa này lại kéo dài lâu đến như vậy lúc đó chúng tôi còn nuôi mấy chục vong hồn ở bên trong tiệm sách coi như là lữ khách mắc kẹt đi sau đó thật sự là không còn biện pháp nào nữa cũng không thể cứ mãi biến tiệm sách thành khách sạn của quỷ được cũng chỉ có thể để cho bọn họ rời đi, đoán chừng sớm đã tan đến không còn sót lại gì rồi. Chữ tan này chắc chắn không phải ý nghĩa là đã giải tán rồi. Phía bên địa ngục cũng không có tin tức truyền lên sao, Châu Trạch nhấp một ngụm cà phê sau đó hỏi. Không có, tin tức cũng bị ngăn cản, giống như là toàn bộ địa ngục đã hoàn toàn bị phong bế vậy, trong một năm này, quỷ sai và bộ đầu ở Dương Giang đúng thật là bận rộn hơn trước kia rất nhiều mặc dù các nơi thỉnh thoảng cũng sẽ phát sinh sự kiện lệ quỷ, nhưng vấn đề cũng không lớn lắm, phần lớn đều có thể được giải quyết kịp thời. Nhưng đây chỉ là trong một năm, ai cũng không biết được, nếu còn phải tiếp tục thêm nữa, thì vấn đề sẽ biến thành cái dạng gì. Đáng sợ nhất là Bởi vì âm dương ngăn cách Không có quỷ sai mới nhậm chức bổ sung vào, mà quỷ sai lại vừa đúng là nghề nghiệp có mức độ tiêu hao rất lớn, một hai năm, còn có thể chịu được, nếu như trực tiếp kéo dài đến năm ba năm hoặc là mười năm ha ha đoán chừng bầu trời của dương gian này cũng phải thay đổi rồi coi như là trong một thành phố nếu số lượng tội phạm vượt xa số lượng cảnh sát khi kết quả của thành phố này là như thế nào ai cũng có thể tưởng tượng được châu trạch hít sâu một hơi sau đó lại từ từ thở ra vấn đề dường như đã rất nghiêm trọng rồi ít nhất Lúc trước mặc dù thập điện Diêm La có chút phá hoại của công, nhưng trên cơ bản âm dương vẫn vận hành, âm ti vẫn sẽ bảo đảm. Nhưng bây giờ, sau khi đám thái giám kia lên đài, hình như thật sự là có chút không biết kiên kỵ gì cả rồi. Về phần nguyên nhân phong tỏa âm dương, Châu Trạch cũng có thể đoán được một phần. Thập thường thị mới vừa lên đài, tự nhiên cần phải tu chỉnh lại lực lượng của âm ti lần nữa. Thập điện Diêm La gần như được xem là chủ động thoái vị thực lực của bản thân thập thường thì cộng thêm sự nâng đỡ của bồ tát bọn họ muốn khống chế âm ti thực sự không khó nhưng nếu thực sự muốn khiến cho bộ động cơ xe đã sớm rỉ xét lại lần nữa vận chuyển một trận thanh tẩy lớn là điều không thể tránh khỏi cho nên trong khoảng thời gian này phong tỏa lối đi giữa âm dương thuận lợi cho trận thanh tẩy lớn này cũng coi là một chuyện bình thường những chuyện kiểu này cũng đã từng xảy ra trong lịch sử không chỉ một lần nhưng cứ như vậy mà phá vỡ trật tự của âm dương nói cách khác là những người đã chết trong vòng một năm qua cũng đã mất đi cơ hội đầu thai chuyện này thực sự rất tàn nhẫn rồi ông chủ vấn đề thực sự đã rất nghiêm trọng rồi luật sư an miếm môi một cái phối hợp với ông chủ một phen thiết lập sẵn quan điểm chính cho cuộc hội đàm một phen tuy nói đã một năm không nói chuyện với ông chủ nhưng sau khi ông chủ tỉnh lại luật sư An phát hiện một bản năng đã ngủ say của mình, lại lần nữa xuất hiện. Châu Trạch gật đầu một cái. Chào mày. Lâm vào một trận suy tư và rối rắm thật lâu. Ngay sau đó, rất nghiêm túc mà nói. Oanh oanh, lấy thêm một chút đường cho tôi. Châu Trạch phát hiện khẩu vị cà phê mà bản thân đang uống đang không ngừng nghiêng về hướng trà sữa. Có thể là do đã ngủ hết một năm đi. Miệng luôn cảm thấy đắng chát uống thêm vị đắng của cà phê nữa thì có chút không nhịn nổi nữa rồi chẳng qua là cà phê đắt tiền như vậy mà lại thêm quá nhiều đường vào trong lòng ông chủ châu cũng có chút thương tiếc luôn cảm thấy làm như vậy là quá phá của rồi tuy nói cà phê lúa mạch này là do oanh oanh bỏ tiền mua nhưng nếu như đã làm tâm ý của người hầu gái nhà mình bản thân anh cũng không thể cứ đạp đổ như vậy được lần sau không được ngoại lệ nữa lần sau không được ngoại lệ nữa luật sư An vẫn luôn ngồi ở đối diện trong tư thế chuẩn bị tiếp lời. Nhưng nhìn thấy sau khi ông chủ nhà mình uống cà phê thì lại cầm tờ báo lên nằm trên ghế sofa rồi. Dường như cũng không phải dám vẽ còn lời gì để nói. Luật sư An sững sờ trong chốc lát. Không nhịn được hỏi. Ông chủ, vậy chúng ta nên làm cái gì đây? Châu Trạch hơi chỉnh lại tờ báo một chút. Trả lời. Trao trộn. Luật sư An gật đầu một cái, có chút không ngờ được nhưng lại có một loại cảm giác đương nhiên. Đúng vậy. Trao trộn. Dường như đây mới là lời mà ông chủ nên nói. Lúc nãy khi nghe chuyện kia, đã nghe đến mức có chút hưng phấn rồi, nào là vừa chém diêm la sau lại là đánh Bồ Tát. Phản phất như thời điểm phản công địa ngục bản thân đeo đại ấn đã ở ngay trước mắt, nhất thời có chút máu nóng sông lên não làm cho choáng váng. Nhưng ông chủ lại là một người có thể khiến cho nhân viên thuộc hạ ở dưới trướng của mình dễ dàng tỉnh táo lại ở chỗ này hai chữ tỉnh táo có thể thay thế bằng chán nản cũng được nhìn xem đi từ tiểu lô ly đến anh ta từng người một lúc trước đều là kiểu hăng hái xông lên trên cao như thể uống thuốc lắc vậy sau khi sống ở tiệm sách được một thời gian nói chuyện yêu đương rồi nói chuyện yêu đương không lý tưởng rồi lại không lý tưởng chật luật sư an đi lên trên lầu rất nhanh lại đi xuống chẳng qua chỉ đổi một bộ quần áo thể thao mà thôi bây giờ muốn đi đâu đấy châu trạch đặt tờ báo trên tay xuống có chút tò mò mà hỏi thăm thời gian một năm qua nếu bạn nói người bên trong tiệm sách không thay đổi thì thật đúng là cũng không thay đổi bao nhiêu nhưng chắc chắn là không thể nào giống y như đúc với một năm trước được chạy bộ nha chạy bộ về chỗ câu lạc bộ thật sự đúng là chạy bộ tinh lực cả ngày lẫn đêm đều quá dồi dào không vận động một chút buổi tối chỉ sợ cả ngồi thiền cũng không ngồi được ông chủ anh cứ nghỉ ngơi đi tôi đi ra ngoài đây nói xong vắt một cái khăn lông trắng lên trên cổ luật sư an trực tiếp chạy đi ra ngoài ông chủ luật sư an tiêu hóa viên yêu đang kia của bạch hồ hình như nguyên nhân là do yêu lực đã hòa tan vào trong thân thể đi cho nên trong một năm qua mỗi ngày đều phải đi ra ngoài chạy bộ còn phải chạy đi thật xa nữa đấy có lúc cả đêm cũng không trở về cứ vậy mà qua đêm ở bên ngoài qua đêm ở đây cũng không phải là cái loại qua đêm kia, có lẽ thực sự là do luật sư An chạy quá xa, trên phương diện quãng đường thì tính toán có chút sai lệch, lười chạy trở lại, cho nên liền ở bên ngoài ngủ một giấc, ngày hôm sau mới chạy trở về. Hiệu quả sau khi yêu đang hòa tan là rất rõ ràng, nhưng trên thực tế, hiệu quả lại còn tốt hơn nữa. Chẳng qua, chắc là An bất khởi có thể giải quyết được, rốt cuộc cũng từng là người mang Diêm Vương đi chơi gái nha. Chỉ tiếc, Lúc trước Sở Giang Vương lại không thuận theo. Nếu không còn có thể buông thả một phen trước khi bản thân kết thúc. Vừa đúng lúc, lão đạo đi tản bộ đã quay về. Trong tay cầm theo một cái máy hát kiểu cũ, mấy thứ đồ cổ này không thể nào rẻ hơn máy đời mới được, thậm chí lại còn đắt hơn nhiều. Dù sao cũng là đồ đã sớm không còn sản xuất nữa, muốn mua lại thứ có còn có thể sử dụng được, đương nhiên không dễ. Lão đạo vừa ngâm nga vừa đẩy mở cửa tiệm sách đáng tiếc nuôi hầu tử, nếu không, trong tay lại xách theo một cái lồng chim nữa, thì sẽ thật sự không khác gì đám lão già dưỡng lão ở trong tứ cửu thành rồi. PS tứ cửu thành, tên chung của cổng thành Bắc Kinh. Ông chủ, buổi tối tốt lành nha. Lão đạo rất bình tĩnh mà lên tiếng chào hỏi, đi tới. Sau đó, thân thể cứng đờ. Lập tức lui về phía sau hai bước. Nghiêng đầu nhìn về phía Châu Trạch. Thét to Mẹ nó chứ, ông chủ, anh còn sống. Châu Trạch cuộn tờ báo lại, gõ gõ vị trí lỗ tai của mình một chút. Lúc này lão đạo mới ý thức được là bản thân lớn tiếng, lập tức thấp giọng nhưng vẫn kích động như trước mà nói. Ông chủ, anh tỉnh lại rồi sao? Hay già, lão nhớ anh muốn chết mà. Châu Trạch Lão đạo nhìn qua cũng không khác gì so với một năm trước cả, nhưng điều kiện tiên quyết là bạn không kéo tóc giả ở trên đầu ông ta xuống bệnh ung thư là cơn ác mộng mà y học của loài người vẫn chưa chinh phục được. Những năm gần đây, trên căn bản, mỗi người đều có thể tìm thấy người đã mắc bệnh ung thư bên trong vòng tròn xã giao của mình. Nó bình thường giống như bệnh cảm mạo, phát sinh ở trên người ai đó cũng không có gì bất ngờ cả. Nhưng loại không bất ngờ này, thông thường mới là chuyện đáng sợ nhất, giống như là nghi thức bốc thăm của tử thần vậy, trúc thăm trúng người nào thì người đó chỉ có thể nhận mệnh, hơn nữa, xác suất lại còn rất lớn nữa đấy trạng thái tinh thần của lão đạo không tệ nhưng dựa theo những gì oanh oanh nói tế bào ung thư đã di căn thêm một bước ở bên trong cơ thể của lão đạo thậm chí là đã di căn lên đến não bộ rồi thời gian tiếp theo còn phải đến bệnh viện làm phẫu thuật phẫu thuật thành công cái mạng này còn có thể tiếp tục bồi dưỡng duy trì thêm được một đoạn thời gian nữa nếu như không phải thành công vẫn còn muốn chết sao châu trạch hỏi trận phong ba kia ở địa ngục thật ra khiến cho ông chủ châu đã học được cách coi nhẹ rất nhiều chuyện rồi đương nhiên bản thân châu trạch cũng là một người dễ dàng quên sạch sành sành những thứ phiền não và những chuyện khó khăn rắc rối cũng tỉ như vấn đề mà luật sư an đã đề cập trước đó ông chủ châu cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng sau đó thì không còn sau đó nữa không 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 mới vừa rồi là nói nhầm mà thôi nói nhầm mà thôi ông chủ anh đừng có Tôi cũng không có ý nghĩ đó, nếu như vậy, không nói nữa. Châu Trạch đứng lên, lúc này, trong đầu cũng có chút mê mang, cũng may, bàn tay chống đỡ bàn trà nhỏ vẫn có thể thể đứng lên vững vàng. Ông phải cố gắng giữ gìn thân thể của mình. Vâng, ông chủ, tôi đã hiểu rồi. Lời thừa thải, Châu Trạch cũng lười nói, cũng không thể nói tôi mang đến cho ông lời hỏi thăm sức khỏe thân thiết tới đến từ lão tổ tông nhà ông được. Huống chi? Mỗi người đều có quyền lựa chọn của mình. Giống nhau lúc trước lão đạo đã lựa chọn bỏ lại cơ nghiệp mà chạy trốn vật. Nhưng hiện tại mà xem, ông chủ Châu thật sự không hiểu được. Lúc ấy, tại sao lão đạo lại phải chạy? Giao lại tất cả gia sản cho Bồ Tát, đến bây giờ, bất kể bên dưới thay đổi như thế nào thì Bồ Tát vẫn ngồi ở trên điếu ngư đài của ông ta như trước, nhìn từ góc độ này, dường như lựa chọn năm đó của lão đạo cũng không có lý do nha chẳng qua đời trước vẫn là đời trước những vấn đề này tự nhiên chưa thể nói với lão đạo hiện tại được chích 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 tiểu hầu tử bỗng nhiên từ lầu hai chạy xuống dưới trước đó nó không có ở trong tiệm cũng không biết là đã chạy đến nơi nào chơi rồi mới quay về nhà từ đường sân thượng ở lầu hai cảm ứng được khí tức của châu trạch tiểu hầu tử cũng xuống chào hỏi tiểu hầu tử đã trưởng thành đây thực sự là đã trưởng thành rồi mặc dù vẫn là một con khỉ nhỏ nhưng có thể nhìn ra được cánh tay cùng bắp chân đều đã trở nên bền chắc hơn không ít. Thậm chí Châu Trạch còn thực sự bắt lấy hầu tử, nâng cánh tay của nó lên cẩn thận xem thử một phen. Nói chung là, vẫn là thói quen nhìn chó thì phải xem xương cốt có rắn chắc hay không đi. Ngược lại đều là súc sinh có lông, chắc là tương tự nhau đi. Ngược lại, nhúng lông ở vị trí sau cổ của tiểu hầu tử khiến cho Châu Trạch lưu ý một chút. Một bên là màu tím, một bên là màu đỏ, ở chính giữa thì là màu vàng. Màu sắc rất rõ ràng, lại phân biệt rõ ràng. Chuyện này không khỏi khiến cho Châu Trạch nghĩ tới tử kim thần hầu cùng xích khao mã hầu. Tiểu hầu tử có phúc, có lẽ là trời xanh thương hại cho những chuyện ban đầu nó đã gặp phải, cho nên mới cho nó sự bồi thường rất lớn đi. Di sản của Vượng Bàn Sơn, di sản của xích khao mã hầu, cộng thêm di sản của tử kim thần hầu. Hầu tử bình thường gặp phải được một phần thôi cũng đã phải đốt nhang tạ ơn rồi kết quả người ta còn tam hoa tụ đỉnh nếu nuôi dưỡng thật tốt có trời mới biết được nó có thể trưởng thành thành ra loại quái vật ở cấp độ nào chỉ tiếc là hình tượng lúc hóa yêu của tiểu hầu tử có chút sụp đổ nếu không chắc chắn là ông chủ châu sẽ để cho người ta chuẩn bị trước một bộ đồng phục tôn ngộ không ít nhất sau này khi dẫn nó ra ngoài đánh nhau còn chưa đánh là đã có thể áp đảo đối phương trên phương diện khí thế trước rồi lúc trước tử kim thần hầu dưới trướng đệ nhất thế nhưng đã từng lập được vô số công lao to lớn trong quá trình chinh phục địa ngục gần như là bất khả chiến bại vượng bàn sơn cùng với xích khao mã hầu tuyệt đối cũng không phải nhân vật đơn giản gì chật chật kỳ ngộ kiểu này khiến cho ông chủ châu cũng phải có chút hâm mộ đấy tiểu hầu tử bị châu trạch xem như búp bê mà sờ mó cũng không biết được bởi vì nguyên nhân châu trạch vừa mới tỉnh lại hay là bởi vì nguyên nhân gì khác mặc dù gương mặt không tình nguyện nhưng tư thế vẫn phối hợp với động tác của châu trạch. Được một lúc, chờ châu trạch vỗ cái đầu của nó một cái, ra hiệu kết thúc, tiểu hầu tử lập tức vọt ra ngoài, chấp lấy thời gian chạy thoát khỏi ma trưởng. Ông chủ, tôi đi nấu cơm đây. Châu trạch gật đầu một cái. Oanh oanh rất vui vẻ mà đi vào phòng bếp. Khổ cực học tài nghệ nấu ăn, còn không phải là vì để nấu cơm cho ông chủ ăn hay sao? Bây giờ ông chủ đã tỉnh lại, oanh oanh thật sự là rất không thể chịu được nữa rồi lúc trước để cho dạ dày của ông chủ vẫn luôn bị người khác nắm ở trong tay cho dù vị kia có là đàn ông đi chăng nữa nhưng cũng không chịu được người đàn ông có dung mạo còn xinh đẹp hơn con gái kia nữa nha bây giờ đến phiên mình cướp đoạt cơ hội chiến công rồi Banh oanh đứng ở trước bếp lò hít thở sâu nguồn lửa ở dưới bếp lò Tiếng dầu khi có nước văng vào vào giống như tiếng kèn hiệu trước khi bắt đầu trận đại chiến vậy. Châu Trạch tiếp tục ngồi ở ngồi lại ở trên ghế sofa của mình. Lần nữa cầm tờ báo lên, che kín khuôn mặt của mình. Không chú ý đến tin tức ở trên báo. Mà lại bắt đầu gọi ở trong lòng. Thiết hàm hàm. Không trả lời. Doanh câu. Không trả lời. Lão thiết. Vẫn không trả lời. Này, anh vẫn còn sống đấy chứ vẫn không nhận được lời phản hồi lần này khiến cho ông chủ châu có chút nhíu mày tuy nói là kết quả này cũng không khiến cho người ta quá ngoài ý muốn nhưng nếu như doanh câu thực sự lại rơi vào trạng thái ngủ say mà nói đối với châu trạch mà nói thật đúng là một chuyện rất phiền phức nhớ lại lúc đó vì để cho doanh câu tỉnh lại bản thân đã phải hao tốn công sức lớn như thế nào chẳng lẽ còn phải làm lại một lần nữa Chuyện này thật đúng là tiêu xài thẻ tín dụng để thoải mái trong một lúc, đến những ngày trả nợ tiếp sau đó thì thực sự khó mà chịu đựng được. Biến cố ở địa ngục đã kéo dài suốt một năm rồi, bản thân anh bởi vì nguyên nhân đi hoàng dương từ chỗ miệng giếng của đệ nhất, thật ra thì đã tương đương với chuyện lãng phí hết một năm rồi. Hiện tại, nếu như lại xảy ra hỗn loạn cùng với thay đổi gì đó, nếu như danh câu không có ở đây, quả thật sẽ rất phiền toái. Thật ra thì bản thân ông chủ châu cũng đã phát hiện, anh và doanh câu rốt cuộc thì ai là chó của ai là ai vào thời khắc quyết định cần phải thả chó định nghĩa về nhân vật này thật sự là quá mơ hồ rồi cho dù là không đứng ở góc độ công danh lợi lộc mà nói nếu như doanh câu lại lâm vào ngủ say hoặc là xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn cũng không phải chuyện mà ông chủ châu muốn nhìn thấy châu trạch có chút buông tha nhưng vẫn ông tâm tình muốn thử một chút lại gọi một tiếng chó giữ cửa vẫn không có lời đáp lại như trước. được rồi. thật sự là lại rơi vào trạng thái ngủ say rồi. ông chủ châu đặt tờ báo xuống. nâng trán. than thở. xong rồi. xong rồi. chẳng lẽ tiếp theo lại phải tiếp tục cẩu thả qua ngày. vấn đề là sau khi nằm trên giường một năm, đến lúc tỉnh dậy còn phải lo lắng sợ hãi mà sống quá ngày, thật sự là rất khó khiến cho người ta vui vẻ được đi. anh gọi ai? anh gọi ai tôi gọi chính bản thân tôi anh quản được sao doanh câu tất rất lâu tới giờ với tính khí của doanh câu số lần có thể bị chọc tức tới mức muốn học máu như vậy thực sự không nhiều mà trong số lần không nhiều đó phần lớn vẫn là được ông chủ châu ban tặng tự sau khi ngã xuống doanh câu gần như đã hóa thân làm tượng sáp cuồng ma ngày nay cho dù có bao nhiêu bộ sưu tập của những người đam mê tượng sáp đi chăng nữa bao gồm cả viện bảo tàng tượng sáp Madame Tussaudup ở trước mặt của doanh câu, đều chỉ giống như em trai mà thôi. Lúc trước, ở sâu bên trong hồ nước bên trong linh hồn, đống người đông đúc xếp chồng chất lên nhau kia, thật sự là khiến cho người ta vừa liếc mắt là đã tê cả da đầu mà. Chỉ tiếc bộ sưu tập đã được cất giữ nhiều năm như vậy, lúc trước đều đã bị ông chủ châu dùng thái sơn trực tiếp nghiền nát rồi. Rất nhiều người có cùng sở thích tương tự đều đã từng có trải nghiệm như thế này, bản thân đã hao tốn số tiền cùng công sức lớn để sưu tầm như vậy lại bị một nửa kia của mình không thích và không thể hiểu được, thừa dịp lúc bạn không có ở nhà, trực tiếp vứt hết đồ của bạn đi, muốn thức tỉnh bạn một phen. Trong các đời chó giữa cửa, kẻ có tài thực sự không nhiều, vị vượt trội nhất chính là nửa gương mặt kia, có thể nói là tấm gương của giới chó giữ cửa. Thế nhưng phần lớn chó giữ cửa, thật ra đều không biết thân phận của bản thân, Lý Tú Thành ban đầu, cũng được tính là nhân vật quan trọng một thời, nhưng anh ta cũng chỉ có lúc trong mơ mới hơi mơ hồ cảm ứng được bên trong cơ thể của mình còn có một vị nhân vật vĩ đại nữa mà thôi. Nhưng mà, thẳng đến lúc thành phá người bị bắt, cuối cùng bị giết, doanh câu vẫn luôn thơ ơ không hề động lòng. Mà những kẻ trong đám chó giữ cửa có thể trao đổi với doanh câu, phát hiện được sự tồn tại của doanh câu, trong lúc đối mặt với doanh câu, cơ bản đều là nơm nớp lo sợ, như dáng vẻ đang đi trên lớp băng mỏng vậy. Cho dù là nửa gương mặt, sự quyết tiệt sau cùng của anh ta, thật ra thì cũng là đại diện cho một loại kiên kỵ sâu sắc với doanh câu. Anh ta không thể tin được lời cam kết của doanh câu, bởi vì bất luận anh ta ưu tú đến như thế nào, so sánh với doanh câu, vẫn là quá non nớt. Cho nên, ông chủ châu chính là kẻ đặc biệt nhất trong vô số tượng sát. Anh lười, lười đến mức chỉ sợ là cho dù có được cơ hội như nửa gương mặt, thì cũng lười việc phải chủ động chia cắt với doanh câu. Ở trong mắt của ông chủ châu, Danh câu chính là một con chó xù nóng tính, bạn phải thuận theo mà vuốt lông của anh ấy. Nhưng vẫn không thể hoàn toàn chiều chuộng theo ý anh ấy được, thỉnh thoảng có thể vuốt mấy sợi lông theo hướng ngược lại, con chó này không chỉ sẽ không tức giận, còn sẽ cảm thấy bạn rất thú vị. Giống như trò chơi giữa hoàng đế và đại thần vào thời cổ đại vậy, hoàng đế cảm giác bản thân đã đem các vị đại thần dưới trướng mình đùa giỡn trong lòng bàn tay, nhưng các vị đại thần đã qua con đường khoa cử hoặc là con đường chém giết ra ngoài ở dưới trướng của ngài ấy, có ai không phải là nhân tài trong biển người chứ? Hoàng đế đang chơi đùa bọn họ, thật ra thì bọn họ cũng đã lần mò tìm được tính khí của hoàng đế, cuối cùng trên danh nghĩa là vua, tôi, nhưng rốt cuộc là người nào đang chơi đùa người nào, có ai có thể nói rõ ràng được chứ? Châu Trạch đứng dậy, anh muốn đi ra ngoài một chút, có lẽ nguyên nhân bởi vì doanh câu vẫn còn chưa ngủ say, đã cho ông chủ Châu ăn được một viên định tâm hoàng, không có nỗi lo tương lai, bỗng nhiên lại cảm thấy cuộc sống ở trước mắt vẫn còn rất tốt đẹp oanh ở trong phòng bếp nấu cơm. Châu Trạch đẩy mở cửa tiệm sách đi ra ngoài, anh cũng không có ý định sẽ đi bao xa, tùy tiện đi dạo một chút trên đường dành cho người đi bộ là được rồi. Thời gian một năm. Thật ra thì Nam Phố cũng không phát sinh thay đổi quá lớn gì. Con đường dành cho người đi bộ hiện đại hóa có lịch sử lâu đời nhất thông thành, cho dù là hiện nay đã có rất nhiều rất nhiều trung tâm thương mại lần lượt mọc lên ở đây, vẫn giữ được phần nhân khí cực lớn của chính nó chẳng qua là mặt tiền ở nơi này trong thời gian một năm thay phiên đóng cửa rồi lại tạm ngừng ngược lại cũng đã đổi không ít gương mặt mới đầu năm nay làm ăn không khá lắm nha vừa nghĩ đến đây ông chủ châu lại đột nhiên cảm giác được cho đến bây giờ mà tiệm sách nhà mình vẫn chưa đóng cửa đó là chuyện khó khăn đến cỡ nào vì thế có thể thấy là bản thân anh đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết nha mặt hơi đỏ lên dừng lại cứ xem cho biết thôi là được rồi. Trong chuyến đi đến địa ngục lần thứ hai, có một năm vô tri vô giác trước đó, lật ngược một cái thì đã là một chuyện cực kỳ tốt. Ngược lại, nếu quả thật là ngày hôm qua vừa đánh địa tàng vương Bồ Tát ba đấm. Ngày hôm nay lại đi dạo bên trong trong khu vực trung tâm thành phố. Tâm tính này, có lẽ thực sự sẽ không thể ổn định trở lại được đi. Nếu không có tâm thái của một người bình thường, nếu còn tiếp tục sống ở bên trong xã hội này. Còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Cuộc sống, cuối cùng vẫn còn phải có một chút màu sắc của pháo hoa, ông chủ châu cũng không muốn bản thân phải chạy đi tìm một trừng già nào đó để tỉnh tu đi. Thứ anh mong muốn là cuộc sống. Trên thực tế, trong xã hội hiện nay, phần lớn mọi người, mỗi ngày trôi qua chẳng qua đều là sinh tồn mà thôi, chứ không phải là đang sống. Trong một cửa tiệm trà sữa, gọi một ly trà sữa hương khoai môn, bên kia đã bắt đầu làm rồi, châu trạch sờ túi một cái, sửng sốt một chút, không mang theo điện thoại di động. Đúng rồi. Một bệnh nhân không có tri giác, nằm trên giường suốt một năm nay, vào ngày đầu tiên tỉnh dậy. Ra ngoài quên mang theo điện thoại di động. Đây không phải là một chuyện rất bình thường sao? Ông chủ châu đang chuẩn bị giải thích với đối phương một phen, ngược lại đều là hàng xóm láng giềng, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng hơi hơi châm trước một chút thì hẳn là không có vấn đề. Còn không chờ châu trạch mở miệng, Bên cạnh đã xuất hiện một cô gái trẻ tuổi mặc váy màu đen cầm điện thoại di động lên quét mã QR một phen để thanh toán, nói Tôi muốn một ly mát cha lết, tính tiền chung, bao nhiêu tiền? Người phụ nữ mang giày cao gót, cho nên rất cao. Nhưng dáng người lại hơi nghiêng về phía trước một chút. Thông thường loại tình huống này sẽ thường xuất hiện ở trên người những cô gái không quen với việc mang giày cao gót, còn chưa thích ứng được với việc giữ thăng bằng cơ thể của mình. Nhưng người phụ nữ này, nhìn khí chất cùng với cách ăn mặc của cô ta hẳn là không thuộc về tình huống này như vậy chỉ còn một cách giải thích hợp lý cho trường hợp này chính là cô ta đứng nhón gót chân của mình ông chủ châu đột nhiên cảm thấy dáng vẻ tình cờ gặp gỡ như vậy rất không thú vị ban ngày lại gặp được một nữ quỷ xinh đẹp ở ngay trên đường hơn nữa ngay ban ngày ban mặt mà nữ quỷ này còn có thể hóa thành hình người để trao đổi với bạn lại chủ động đến gần bạn Kết quả là bạn vừa liếc mắt đã nhìn thấu tất cả thân phận của cô ta. Vì để cho bản thân còn có thể trải nghiệm được trò chơi. Còn cố ý tìm một lý để kiển chân, thật ra thì ngay từ lúc người phụ nữ này vừa tiếp cận thì ông chủ châu đã cảm ứng được quỷ khí ở trên người cô ta rồi. Không thú vị, không thú vị. Người đàn ông kia chưa làm ninh thái thần hoặc là tình cờ gặp gỡ giấc mộng nhiếp tiểu thiến sao. PS liên quan đến game thiện nữ u hồn, ninh thái thần là chàng thư sinh, nhíp tiểu thiến là nàng ma nữ có rất nhiều phiên bản về hai nhân vật này trong đó có một phiên bản là giữa hai nhân vật này có một chuyện tình kết thúc không có hậu không phải là chỉ có thiếu nữ mới có thể hoài xuân đâu đương nhiên trước đó bạn cũng biết cô ta là nữ quỷ hoặc là yêu quái đã rất khó chịu rồi đây càng là một chướng ngại tâm lý hơn cả việc đối mặt với một người đẹp nhân tạo nữa cảm ơn mặc dù đối phương là quỷ nhưng ông chủ châu vẫn biểu đạt lời cảm ơn của mình Đồng thời âm thầm nhớ kỹ, đợi sau này, sau khi quay lại tiệm sách sẽ để cho Oanh Ban chuyển trả lại số tiền của hai ly trà sữa đi. Tiệm kinh doanh nhỏ lẻ của người ta làm ăn cũng không dễ dàng, cũng không cần phải nhìn người ta trò ảo thuật của quỷ lừa gạt mất hai ly trà sữa được. Tiên sinh, dáng vẻ của ngài rất giống với người chồng trước của tôi, lúc đứng từ xa nhìn thấy bóng lưng của ngài, tôi còn tưởng rằng anh ấy cũng đã tới Thông Thành đấy. Cô ta đang tán tỉnh anh. Ha không thể không nói nếu như người đàn ông mở miệng nói dung mạo của cô rất giống với bạn gái trước đây của tôi đoán chừng người phụ nữ sẽ trực tiếp trận trắng mắt đi thời đại gì rồi còn dùng lý do kém chất lượng như vậy để bắt chuyện nữa chứ nhưng người phụ nữ này dùng cái cớ này về cơ bản đàn ông sẽ không ghét ngược lại đều đang mong đợi nếu như lớn lên không giống nhau có phải là những chuyện anh ta đã từng làm thì tôi cũng có thể làm một chút hay không nguyên nhân cuối cùng Trước khi 16 tuổi, đàn ông chỉ có một não bộ, ở ngay trên đầu. Sau 16 tuổi, thì đàn ông có hai bộ não rồi, cái còn lại cũng có đường vân tương tự như bộ não vậy. Ông chủ châu thở dài. Tuy nói luật sư An mới vừa nói qua với anh, trong một năm qua, số lượng ác quỷ trong xã hội lan tràn trong xã hội, đám quỷ sai bộ đầu ở các nơi đều rất bận rộn. Địa ngục thay đổi lớn, âm dương cách trở, tin tức không lưu thông, ngược lại chuyện này đã khiến cho đám quỷ sai ở dương gian không dám dùng thái độ lười biếng như trước kia nữa tất cả mọi người đều hiểu rõ đợi đến lúc phía bên âm ty và địa ngục đã giải quyết xong chuyện của bản thân tiếp theo đó là sẽ đến phiên bọn họ cho nên đều dành thời gian để biểu hiện tốt một chút nhưng châu trạch không nghĩ tới chính là anh cũng chỉ mới bỏ thời gian ra ngoài đi dạo mua một cốc trà sữa mà thôi lại cũng có thể đụng trúng quỷ Lúc trước Châu Trạch đang nghe truyện trên TV Audio CV đã từng nghe qua cách nói này, xác suất quỷ sai đụng trúng quỷ sai cao hơn người bình thường rất nhiều. Chuyện này không chỉ bởi vì nguyên nhân quỷ sai có thể quỷ sai mà thôi, thật ra thì còn phải cân nhắc về phương diện thiết kế chứng nhận quỷ sai của âm ty. Quỷ hồn sẽ chủ động được hấp dẫn tới, sẽ đu bám tới anh. Đương nhiên rồi. Cũng vì vậy, cho nên lượng hao tổn của đám quỷ sai và bộ đầu ở dương gian cũng tương đối cao, tương đương với việc quân đội mỹ và afghanistan mỗi ngày đều không mang súng mà lại mặc quân phục đều nghênh ngang cưỡi xe đạp đi rêu rao khắp nơi rồi tiểu thư vâng làm một con người đi người phụ nữ châu trạch xoay người dự định quay trở về tiệm sách thế gian nhiều yêu ma quỷ quái như vậy nhất là còn trong năm nay nữa anh tên châu trạch cũng không tên là châu thiên sư huống chi người ta còn vừa mới mời anh uống trà nữa ông chủ châu chưa bao giờ là một người rất có nguyên tắc người ta là quỷ như thế mà nói nhìn oán niệm trên người thật ra thì cũng không quá nặng đoán chừng cũng chỉ là cái loại câu dẫn một người đàn ông làm một tối lưu luyến lại hút một ít tinh khí của bạn một phen mà thôi một người muốn đánh một người muốn bị đánh bản thân không quản được dây lưng quần của mình thì cũng không trách được ai cả cộng thêm đầu năm nay mấy tên nhóc thích kêu gào ba năm kiếm được lợi lớn tử hình cũng không thua thiệt càng ngày càng nhiều nhưng mà thông thường vấn đề lại chính là kỳ diệu như vậy lúc bạn không thèm để ý đến cô ta động chút lòng rắc ẩn bỏ qua cho cô ta nhưng cô ta lại chủ động sắp tới lại chủ động thân thiết bắt lấy tay của châu trạch tôi thực sự rất nhớ anh ấy thực sự tôi chỉ tới thông thành để du lịch tiên sinh nếu anh có thời gian có thể thay thế anh ấy một chút, trò chuyện với tôi một lát thôi, tôi có thể trả tiền cho ngài, bây giờ tôi sẽ đưa cho ngài ngay. Vừa nói, người phụ nữ mở túi sách của mình ra, móc ra một sấp nhân dân tệ. Đương nhiên, trong mắt người ở bên ngoài, đây chính là nhân dân tệ. Nhưng ở trong mắt châu trạch, những thứ này, thật ra thì đều là tiền âm phủ. Ông chủ châu lập tức đưa tay, đề bàn tay đang lấy tiền của người phụ nữ xuống, nói không được không được, anh chê ít sao? Không phải vậy, cô có bị bệnh không? Sao cứ ép tôi phải giết cô vậy? Châu Trạch phỏng đoán có thể bởi vì nguyên nhân anh hôn mê suốt một năm vừa mới tỉnh lại, xương cốt thân thể này còn quá yếu, thiếu hụt quá lớn, cho nên người phụ nữ mới cảm thấy thuận tay hơn. Tại sao ở bệnh viện lại có nhiều sự kiện kỳ bí như vậy? Bởi vì nơi đó có rất nhiều người thích hợp nhìn thấy quỷ, đạo lý chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Châu Trạch cảm giác, hiện tại, ở trong mắt người phụ nữ này, hẳn bản thân anh là con mồi thích hợp nhất đi. Tôi biết chắc chắn là yêu cầu này của tôi rất khiến cho người khác khó chịu, nhưng tôi, nhưng tôi thực sự nhớ anh ấy, chính là kiểu rất nhớ rất nhớ. Người phụ nữ vừa nói lại vừa mở túi sách của mình ra. Lấy ra một sấp tiền âm phủ còn dày gấp mấy lần sấp tiền trước đó những thứ này những thứ này đều cho anh nếu không đủ tôi còn nữa tôi còn rất nhiều vẫn còn rất nhiều ông chủ châu trở tay bắt lấy cổ tay của đối phương có chút rùng mình môi theo bản năng có chút phát khô nhấp một chút thở dài nói hai ai bảo tôi vẫn luôn lấy việc giúp người làm niềm vui chứ đôi khi những cuộc gặp gỡ giữa người và người rất tuyệt diệu nhưng cho dù là bạn đã chết đi sau khi trở thành quỷ, thật ra thì những cuộc gặp gỡ giữa quỷ càng có thể tuyệt diệu hơn. Cũng tỉ như vị nữ quỷ này. Cô ta cảm giác bản thân đã tăng được cái tên đàn ông tựa như ngọn đèn đã cạn dầu, khí tràn, thoi thóp ở trước mắt này, cô ta có kinh nghiệm, lại bất khả chiến bại. Nhưng kể từ khoảnh khắc cô ta được đưa tới tiệm sách kia, cô ta bỗng nhiên cảm thấy một loại mê mang. Đúng vậy, là mê mang. Vốn dĩ, đề nghị của cô ta là đi mướn phòng cô ta nói trong một không gian khép kín chỉ có riêng hai người cô ta có thể tận tình nhìn vật nhớ người châu trạch nói anh phát hiện ở gần khu vực này có một tiệm sách lầu một có thể uống cà phê nói chuyện phím lầu hai có giường cô ta lập tức đi theo kể từ khoảnh khắc bước chân vào cửa tiệm sách kia nữ quỷ đã nhạy bén cảm giác được cái tiệm sách này mang đến cho cô ta một loại cảm giác cực kỳ bị đè nén, rất giống như lúc cô ta vô tình tiến đến gần đền miếu vào giai đoạn khi cô ta vừa biến thành quỷ vậy. Sau đó, cô ta ngồi ở trên ghế sofa. Ánh mắt đảo qua, nhìn thấy một con hồ ly màu trắng nằm ở trong một góc của ghế sofa. Bạch hồ. Người có tiền, nuôi báo săn còn không tính là chuyện hiếm lạ gì, nuôi một con bạch hồ cũng có thể tiếp nhận được đi. Bạch hồ mở mắt ra, liếc bên này một chút, giơ lên móng vuốt quơ quơ về phía châu trạch bạch hồ cũng vừa mới trở về khi châu trạch tỉnh lại lúc trước thì cô ta cũng không có ở đây vào lúc này đương nhiên cũng cần phải chào hỏi một chút chẳng qua là thật ra thì cả đám người bên trong tiệm sách đều hiểu châu trạch sẽ không có vấn đề gì quá lớn chuyện quay lại chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi cho nên cho dù là luật sư an khi nhìn thấy châu trạch tỉnh lại lúc trước cũng không có đi biểu diễn một màn lệ nóng danh trồng gì đó châu trạch cũng gật đầu lại một cái với bạch hồ sau đó ngồi xuống ở vị trí đối diện người phụ nữ thỉnh thoảng ánh mắt của người phụ nữ sẽ quét về phía con hồ ly màu trắng kia chuyện động tương tác giữa bạch hồ cùng châu trạch lúc trước thật ra thì cô ta cũng không nhìn thấy rõ nhưng theo bản năng cô ta cũng đã nhận ra được cô ta đã mơ hồ cảm nhận được áp lực mà bạch hồ mang đến cho mình có lúc một vài mèo đen hoặc là chó đen cũng có thể thu hút được sự chú ý của cô ta nhưng tuyệt đối không thể khiến cho cô ta như ngồi trên đống lửa như vậy huống chi cô ta đã không ngừng thành thục cùng trưởng thành rồi cô ta có thể cảm giác được sự tiến bộ của bản thân vào lúc xong chuyện nhìn những tên đàn ông bẩn thỉu trên môi còn mang theo nụ cười thỏa mãn vẫn còn đang nằm trên giường kia cô ta cảm giác được hạnh phúc từ tận đáy lòng những tên đàn ông này đã có được những gì bọn họ mong muốn mà cô ta đã lấy được tinh khí của bọn họ thân thể của bọn họ sẽ thiếu hụt thậm chí còn có thể sẽ vì vậy mà sinh bệnh nhưng lúc ở trên giường thông thường bọn họ đều sẽ vui mừng không xiết kích động mà nói em thật đẹp có được em có phải chết thì anh cũng tình nguyện nghe thử xem đi chuyện này thế nhưng đều do bọn họ tự tìm nhưng mà lúc này ở tiệm sách cái này không khí hạ bỗng nhiên cô ta không muốn tiếp tục ngồi ở nơi này nữa cô ta muốn lên giường chẳng qua là cô ta còn chưa kịp mở miệng một chiếc xe con đã dừng lại ở cửa tiệm sách từ trong xe có một cô gái xinh đẹp đi xuống không đúng là một người đàn ông quả thật là da dẻ của hứa thanh lãng còn tốt hơn so với một năm trước có thể suy ra được một năm nay cậu ta cũng không lo lắng cho châu trạch bao nhiêu một chút cảm giác dung nhang tiều tụy cũng không có lão châu tỉnh rồi sao ha ha vậy tối nay sẽ nấu thêm đồ ăn. Trong tay hứa thanh lãng sách một túi tôm hùng đất thật to, mùa này, thích hợp để ăn tôm hùng đất nhất. Tôm hùng đất tê cây kết hợp với bia ướp lạnh, là loại hưởng thụ tuyệt vời nhất trong mùa hè như thế này. Trước kia, lão hứa kinh doanh tiệm mì, và buổi tối mùa hè cũng sẽ mở thêm quầy tôm hùng đất, cho nên, đối với việc phải chế biến tôm hùng đất như thế nào, cậu ta cũng biết cách. Người phụ nữ có chút co giật nhìn hứa thanh lãng tự nhiên hứa thanh lãng cũng nhìn thấy người phụ nữ cậu ta cười cười với người phụ nữ coi như là đã chào hỏi một tiếng người phụ nữ đứng dậy chuẩn bị lên tiếng trả lời nhưng người đàn ông này lại trực tiếp xoay người vào phòng bếp nếu như một người bạn nào đó của bạn bị quỷ đeo bám nhất định là bạn sẽ rất lo lắng nhưng đối với hứa thanh lãng mà nói châu trạch bị quỷ dây dưa Rốt cuộc là cậu ta phải lo lắng châu trạch hay là nên lo lắng cho nữ quỷ này đây? Người phụ nữ chỉ có thể lúng túng lần nữa ngồi xuống, có chút sao động bất an, người đàn ông xinh đẹp kia, dường như trên người cậu ta có một loại khí tức để cho cô ta rất sợ hãi. Kể từ sau khi cô ta biến thành quỷ, gặp phải hai lần nguy hiểm nhất, một lần là vào lúc ở Diêm Thành, cô ta đụng phải một vị quỷ sai địa phương, phải rất vất vả cô ta mới may mắn chạy thoát được. Còn có một lần là đụng trúng một người thầy bói mù, thiếu chút nữa bị người ta dùng lá bùa làm cho treo luôn rồi, cũng may là vận khí tốt, trốn thoát được. Chúng ta lên. Chíp chíp chi. Giọng của tiểu hầu tử đã truyền tới. Sư một tiếng. Nhảy xuống từ trên trần nhà, đáp xuống vị trí bên trên quầy ba. Trước sự trợn mắt há hốc mồm của người phụ nữ. Cô ta trơ mắt nhìn tiểu hầu tử mở máy tính ra. Lại trơ mắt nhìn tiểu hầu tử mở cửa sổ trình duyệt ra, rồi lại tiếp tục trơ mắt nhìn tiểu hầu tử nhấn mở trang phát sóng trực tiếp của cuộc tranh tài mùa giải msi ps giải vô địch giữa mùa giải của liên minh huyền thoại tiếp đó lại trơ mắt nhìn tiểu hầu tử mở tài khoản nạp tiền ra cuối cùng trơ mắt nhìn tiểu hầu tử bắt đầu không ngừng soát quà tặng lão đạo đều cực kỳ hào phóng với những đứa trẻ khác nên tài trợ thì sẽ tài trợ tuyệt đối sẽ không qua loa đối với tiểu hầu tử đương nhiên sẽ càng tốt hơn thời đại này thông thường mọi người đều chú trọng đến lượng sức mà làm làm việc tốt và cống hiến đúng là truyền thống tốt đẹp nhưng nếu như để cho vợ con nhà mình chịu cảnh sống qua loa nghèo túng mà lại không ngừng đi tài trợ cho người khác loại phương thức này thời đại này quần chúng đã không thể nào tiếp nhận được nữa rồi cho nên tiền tiêu vặt của tiểu hầu tử rất nhiều nhiều đến mức tài khoản của tiểu hầu tử ở tiktok còn là một hoàng đế có lúc tiểu hầu tử xem một buổi phát trực tiếp tiến vào trong phòng phát trực tiếp này, hoặc náo viên nhìn thấy một cái, lập tức bắt đầu nịnh nọt, mong chờ nịnh nọt thổ hào đến thoải mái có thể kiếm lời lớn. Mỗi lần tiểu hầu tử đều nhắn, chích 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 chích. Sau đó hoặc náo viên mang theo bạn bè và fan hâm mộ trong phòng phát trực tiếp của mình cùng nhau soát bình luận, chích 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 chích. Cho nên trong vòng tròn phát trực tiếp của TikTok, tiểu hầu tử vẫn luôn được gọi là chi hoàng. Kỹ cực kỳ thông minh, người phụ nữ đã sớm biết rồi nhưng hầu tử thông minh như thế này đừng nói gặp người phụ nữ còn chưa từng nghĩ tới cô ta đã bị dọa sợ không nhẹ đúng vậy làm một nữ quỷ còn là một lệ quỷ đã từng hút qua không ít tinh khí của đàn ông cô ta thực sự bị dọa sợ cô ta không tự chủ được nghĩ đến mấy bộ phim cô ta từng xem khi còn sống lúc này cô ta có cảm giác dường như bản thân là đám con nít bướng bỉnh đã không cẩn thận tiến vào nania kia PS ý nhắc về bộ phim biên niên sử Narnia. Hoặc giả là đã mang giày thủy tinh tiến vào phù thủy xứ ao. Nhưng rõ ràng cô ta là quỷ nha, cô ta là quỷ mà. Rõ ràng phải là chính mình mang đến loại cảm giác này cho người khác mới đúng nha. Ông chủ, cơm lập tức xong đây. Oanh Oanh đi ra từ trong phòng bếp, chuẩn bị dọn bàn. Lúc này, Oanh Oanh cũng chú ý tới người phụ nữ ngồi ở trước mặt ông chủ nhà mình. Phản ứng đầu tiên của Oanh Oanh là sắc bén. Phản ứng thứ hai là độ lượng. Nhưng trạng thái căng thẳng chỉ buông lỏng được một chút. Người phụ nữ chỉ cảm giác hồn thể của mình cũng đều bắt đầu run rẩy rồi. Ngay khoảnh khắc mới vừa rồi. Phản phất như cô ta đã bị một con hung thú đáng sợ theo dõi. Cô ta sẽ không chảy mồ hôi. Nói chính xác, nếu cô ta không chủ động biến ảo ra, thì sẽ không có mồ hôi chảy ra ngoài cũng sẽ không có nước nhưng lúc này nếu như cô ta còn có thân thể mà nói chắc chắn đã là mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân rồi cô ta muốn khóc cô ta muốn chạy cô ta muốn rời khỏi nơi này cái tiệm sách này quá đáng sợ hồ ly đáng sợ hầu tử đáng sợ người đàn ông xinh đẹp đáng sợ còn có cô gái đáng sợ kia nữa đây quả thực không phải là nơi mà quỷ nên ở mà người phụ nữ đứng lên nói với châu trạch tôi còn có việc tôi đi trước đây người phụ nữ bạch 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 nhanh chóng chạy về phía cửa ồ thật là đúng lúc nha chuẩn bị ăn cơm đi lão trương một thân cảnh phục luôn xuất hiện vào thời điểm thích hợp nhất ở nơi thích hợp nhất lão đạo từng cố ý kiểm tra trên dưới toàn bộ tiệm sách một chút ông ta cảm giác có phải là lão trương đã đặt máy quay lén dạng lỗ kim ở bên trong tiệm sách rồi hay không nếu không phải như vậy, tại sao mỗi một lần anh ấy tới đều có tới chính xác giờ cơm như vậy được? Kết quả kiểm tra là không có gì cả. Lão đạo chưa từ bỏ ý định còn cố ý để cho tiểu hầu tử cùng với Bạch Hồ tìm thử giúp ông ta một phen. Đúng thật là không có. Ngược lại, luật sư An đã nói một câu giúp giải đáp mối nghi ngờ của lão đạo. Lỗ mũi chó thì phải nhạy nhất chứ sao? Ngược lại cái nồi này, trực tiếp cục lên trên đầu vượng tài đi người phụ nữ đang nhanh chóng đi về phía cửa trực tiếp đụng trúng trên người lão trương a à, lúc này người phụ nữ phát ra một tiếng hét thảm kêu gài đau đớn ngã xuống đất bắt đầu không ngừng lăn lộn lão trương vừa mới tan làm còn mặc cảnh phục đấy ở dưới ánh nắng hoàng hôn quốc huy trên áo tản ra ánh sáng uy nghiêm hơn nữa bản thân lão trương chính là một cảnh sát tốt hạo nhiên chính khí cộng thêm sự gia tăng của động phục cảnh sát đại ma đầu thì còn dễ nói chuyện đám tà ma nhỏ căn bản không thể động vào người lão trương được. Cô không sao chứ? Lão trương sửng sốt một chút. Không lưng chuẩn bị đi đỡ cô ta dậy. A à a, à, anh đừng động vào tôi, anh đừng có động vào tôi, anh tránh ra, anh tránh ra đi. Người phụ nữ sợ hãi đến mức co người lại. Lão Trương dừng động tác lại. Ngay sau đó, dường như Lão Trương đã nhận ra được thứ gì đó. Ánh mắt nhìn người phụ nữ trở nên sắc bén hơn lão cảnh sát hình sự, học thứ gì cũng đều rất nhanh, lúc trước lão trương còn là một quỷ sai ngây thơ, được mọi người trong tiệm sách yêu thương, mỗi ngày đều xoa một chút, chỉ còn kém gắn trên đầu một tấm bản hiệu, chính trị tuyệt đối mà thôi. Nhưng trong một năm nay, bởi vì tần suất phát sinh của những chuyện liên quan đến lệ quỷ gia tăng, lão trương cũng ra đi làm nhiệm vụ mấy lần, giải quyết được mấy tiểu quỷ quấy phá, sau đó, tự nhiên cùng được trải nghiệm một phen. Lúc này, Lão Trương theo bản năng đưa tay đặt ở bên hông chuẩn bị động vào súng. Ngón tay chỉ vào người phụ nữ nằm trên mặt đất kia. Quát lên. Mọi người cẩn thận, cô ta là một nữ quỷ. Ông chủ châu ngồi ở trên ghế sofa nhìn qua. Oanh oanh đứng ở cạnh bàn ăn nhìn qua. Tiểu hầu tử lộ đầu ra từ sau màn hình máy tính. Hứa thanh lãng dựa ở trên khung cửa phòng bếp. Thứ mọi người đang nhìn không phải là nữ quỷ kia mà là đang nhìn lão Trương. Giống như nhìn một vị ầm chính trị tuyệt đối trí dũng song toàn. Lúc này, vẻ mặt lão Trương sắc mặt ngượng ngùng. Đúng rồi. Bản thân anh ấy cũng đã nhìn ra. Làm sao bọn họ có thể không nhìn ra được? Chẳng qua là Lão Trương lập tức ý thức được chuyện gì đó. Nhìn về phía Châu Trạch. Kinh hô. Ông chủ, anh tỉnh rồi. Ừm, tỉnh rồi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha